lớn lên chút nữa, được rồi đó. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, Chùa Tử Nghiêm, Xóm Mới, trong khóa tu An Cư Kiết Đông. Hôm nay là bài pháp thoại đầu tiên của khóa tu. Nghe rõ không? Sao vậy? Mỗi khi mình nghe chuông đó, thì mình phải nghe cho hết lòng. Tiếng chuông là hiệu lệnh. Hiệu lệnh này là hiệu lệnh của mình đặt ra, chứ không phải là của một người khác đặt ra. Tiếng chuông là hiệu lệnh ra hiệu cho mình phải dừng lại. Mình đang suy nghĩ cái gì đó thì cũng dừng lại. Mình đang nói năng cái gì đó thì cũng dừng lại. Mình đang làm cái gì đó cũng dừng lại. Dừng lại để trở về với mình. Và từ cái trạng thái gọi là tán loạn, dispersion, mình trở về cái trạng thái nhất tâm, chánh niệm, concentration. Tiếng Anh có cái cụm từ là pull oneself together. Pull oneself together là đem hết thân tâm về một mối và có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Pull oneself together. Thì tiếng chuông là một cái sự nhắc nhở, một cái hiệu lệnh, một cái cơ hội để mình có thể đưa tâm trở về với thân. Và khi mà tâm với thân cùng có mặt với nhau thì mình thật sự có mặt đó cho chính mình. Và mình thật sự có mặt đó cho sự sống và cho những người khác. Và khi nghe tiếng chuông á, thì phải nương theo hơi cái thở, nương theo cái hơi thở để trở về. Hơi thở vào nó giống như là một chiếc máy bay, nó đưa mình trở về, đưa tâm trở về với thân. Và nó mau hơn máy bay nữa. Nó chỉ cần một vài giây là hơi thở đưa mình về với thân. Và tiếng chuông á, là cái đối tượng của sự lắng nghe. Mình lắng nghe tiếng chuông, nhưng mà đồng thời, tại vì mình đang thở vào, thành ra mình cũng có ý thức về hơi thở. Và lúc đó thì mình buông hết, mình chỉ có tiếng chuông và hơi thở thôi. Và mình có thể thở vào cho nó thư thái, cho nó nhẹ nhàng, cho nó sâu. Và mình có thể thở ra một cách hòa hoãn, nhẹ nhàng, cho nó dài. Và trong khi mình thở vào, thở ra, mình để cho tiếng chuông nó thấm vào trong cơ thể của mình. Nó đi vào ở trong những cái tế bào của cơ thể. Và chính cái hơi thở đó, nó cũng đem dưỡng khí đi vào trong từng tế bào cơ thể. Và cùng với dưỡng khí đó là có cái tiếng chuông. Khoa học đo được cái lượng dưỡng khí do hơi thở vào nó đưa vô, nhưng mà chưa chắc đã đo được cái tiếng chuông. Trong khi cái dưỡng khí đi vào các tế bào thì tiếng chuông cũng đi vào.
và cùng với cái hơi thở đó, cái dưỡng khí đó, cái tinh chuẩn đó, nó có cái chất liệu của niệm và của định, mà cái đó khoa học chắc chưa đo được. Cùng với dưỡng khí nó có tiếng chuông, nó có cái vibration, và cùng với tiếng chuông nó có cái chất liệu của niệm, của định, của tuệ. Và nếu khi mà mình thở và mình nghe thành thạo á, có nghệ thuật á, thì mình chế tác được cái hí và cái lạc, cái hí và cái lạc, và cái hí và cái lạc cũng đi vào trong từng cái tế bào cơ thể mình, thành ra cái lượng dưỡng khí có thể đo được, nhưng mà cái lượng của niệm, của định, của hí, của lạc á, thì chắc cũng đo được nhưng mà khó hơn đó. Và sau này mình có thể có những cái máy móc, có những cái phương tiện nào để đo cái lượng của niệm, của định, của tề, của hí, của lạc. Và vì vậy cho nên mỗi tiếng chuông á là nó cho mình cơ hội ba hơi thở vào, ba hơi thở ra. Và ba hơi thở vào, ba hơi thở ra có thể đem lại rất là nhiều bình an, rất là nhiều peace, rất là nhiều thanh tịnh. Là tại vì trong ba hơi thở đó mình chế tác được niệm, định, tuệ, mình chế tác được hí và lạc. Thì mình là người hành giả đó, thì mình phải có khả năng chế tạo cái đó, chế tạo niệm, định, tuệ, hí và lạc. Cái đó mình phải chế tạo, phải tự chế tạo ra. Tại vì nó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm của mình và thế giới. Rất tiếc là những cái thứ đó không có bán ngoài siêu thị. Niệm, định, tuệ, hí và lạc. Nếu không thì mình chạy ra móc túi đưa tiền mua vài kilo về xài đỡ. Cái này là mình phải chế tác. Mà chỉ có những người biết nghe chuông, biết thực tập mới chế tác được. Năm cái nguồn đó, năm cái nguồn năng lượng đó. Niệm, định, tuệ, hí và lạc. Thành một tiếng chuông là một cơ hội để cho mình dừng lại tất cả, để mình chế tác năm cái nguồn năng lượng đó để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng thế giới. Và tiếng chuông là một cái tầng phóng. Và khi mà 300 người, 500 người, 1.000 người mà cùng nghe tiếng chuông, cùng thở và cùng chế tác cái năm nguồn năng lượng đó, thì năm nguồn năng lượng đó trở nên rất là hùng hậu. Nó là năng lượng tập thể. Và khi mà năng lượng tập thể nó hùng hậu như vậy, thì nó thấm vào trong mỗi người hết. Một người thì chỉ chế tác được một ít thôi, những cái năng lượng đó thôi. Nhưng mà tất cả mọi người, 500 người, 1.000 người mà chế tác, thì nó rất là hùng dũng, hùng hậu. Và khi mình có cái năng lượng hùng hậu đó, thì cái năng lượng hùng hậu đó nó sẽ đi vào trong mỗi người. Cho nên khi mình tu chung nó có cái lợi như vậy. Tu riêng mình chế tác năm năng lượng đó được, nhưng mà khi mà tu chung á, thì chế tác chung. Và năng lượng đó nó có cách cộng đồng, tập thể. Và nó hùng tráng hơn nhiều. Và nó nuôi dưỡng, nó trị liệu mình được nhiều hơn nữa. Cho nên cái lời của người tu với một tăng thân là chỗ hưởng được cái năng lượng tập thể. Tu một mình thì cũng được, nhưng mà không có hưởng được cái năng lượng tập thể của tăng thân. Và vì vậy cho nên mới nói rằng con về nương tựa tăng là vậy đó. Thực tập mới có tăng, có tăng thân thì mới dễ hơn. Tăng thân như là một cái thuyền, nó chuyên chở mình. Còn nếu không có thuyền thì mình phải tự bơi, cũng có thể nổi được, nhưng mà cực hơn. Nó tăng thân rất là dễ. Thì trong khi mình thở, thì mình có thể mời tất cả các tế bào trong cơ thể tham dự thở và nghe chuông.
có cái sự thở nó đang xảy ra. Và có một số tế bào đang hợp tác với nhau để làm công việc thở. Nó không có một cái chủ nhân đang thở, nó chỉ có một số tế bào đang lo chuyện thở, đang làm việc thở. Thì thay vì để những cái số tế bào đó lo chuyện thở và chuyện nghe chuông, thì mời tất cả các tế bào tham dự. Cái đó gọi là đại định. Đồng bộ, tất cả các tế bào đều tham dự vào chuyện thở và chế tác năng lượng đó hết. Trong tư thế ngồi, trong tư thế đứng, trong tư thế nằm đều có thể chế tác như vậy. Và khi mà mình mời tất cả các tế bào trong cơ thể của mình tham dự vào cái chuyện thở, nghe chuông và chế tác năm cái nguồn năng lượng đó, thì là mình có định rất là cao. Có định rất là cao. Và mình biết rằng trong mỗi tế bào có sự có mặt của tổ tiên, của dòng họ, của đất nước, tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Các ngài chưa bao giờ chết hết, các ngài đang còn sống và nhờ mình đang có mặt đó. Cho nên tất cả tổ tiên chúng ta vẫn đang còn đó ở trong mỗi tế bào. Và khi mình nghe chuông, mình thở, mình mời tất cả tổ tiên ở trong từng tế bào của mình thở với mình. Mình mời Bụt thở, mình mời Tổ thở, mình mời Thầy Tổ thở, mình mời Ba thở, mình mời Mẹ thở. Và cùng thở chung hết thì rất là hùng mạnh. Mà cứ tập từ từ thì nó được. Và khi mà mình thở ra, thở vào mà có niệm, có định, có tuệ, có hỷ, có lạc, thì đó là nó nuôi dưỡng thân mình, tâm mình, nuôi dưỡng tất cả tổ tiên, dòng họ có trong mình. Nó sâu lắm trong vậy chơi đó. Cái chuyện thính một tiếng chuông và thở, ngó bên ngoài nó đơn giản như vậy, nhưng mà có thể rất là sâu. Và khi mình có tiếng chuông, mình biết rằng mình có cơ hội. Cho nên mình phải tuân thủ. Không có cái gì quan trọng hơn là cái chuyện đó. Cái chuyện trở về để nuôi dưỡng và trị liệu. Nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu. Con cháu mình tuy rằng chưa có biểu hiện, nhưng mà chúng nó đã có ở trong đó rồi hết. Thành ra mình nuôi dưỡng tổ tiên, nuôi dưỡng luôn con cháu. Con cháu sau này mạnh khỏe, bù bấm hay là ốm o gầy mòn là do bây giờ đây mình nuôi nó như thế nào. Nó chưa biểu hiện nhưng mà nó đã có rồi. Cũng như trong cái hạt bắp á, nó có cái bắp rồi đó. Chỉ cần nhìn cho sâu thấy là cái bắp ở trong hạt bắp rồi. Biểu nghiệm đã thấy được điều đó. Chỉ cần mình là hạt bắp thật, đừng là hạt bắp giả thôi, thì thế nào có cái bắp ở trong đó. Vậy thì khi nghe tiếng chuông gia trì, là cái chuông trong thiền đường đó, mình thở như vậy. Nhưng mà khi nghe tiếng chuông báo chúng treo ở ngoài, báo giờ ăn, báo giờ thiền hành, báo giờ thiền tọa, thì mình cũng dừng lại và nghe giống hệt như vậy. Và khi nghe tiếng đại hồng chung khuya thì cũng vậy. Vì vậy cho nên tiếng chuông là một cái tầng phẩm của một cái trung tâm thực tập mà mọi người đều tuân thủ hết. Tại vì khi tất cả mọi người đều tuân thủ và nghe tiếng chuông thì năng lượng tập thể rất là lớn. Và sự trị liệu, sự nuôi dưỡng nó xảy ra những lúc đó, đó chứ không phải lúc nào hết.
Như quý vị tới lần mai thì được thực tập tiếng chuông chung với đại chúng. Rồi quý vị sẽ được thực tập thiền đi với đại chúng. Tại vì thiền đại chúng thực tập thiền đi thì mình phải thực tập thiền đi. Và thiền đi nó cũng như thiền thở. Là mỗi bước chân mình đi như vậy là có tổ tiên, cha mẹ. Giống nòi và các thế hệ tương lai đi với mình, đi một cách vững chãi, đi một cách thánh thời. Mỗi bước chân có tự do, có vững chãi, có hỷ và có lạc. Phần lớn ở ngoài đời người ta chỉ chạy thôi, và trong những bước chạy hấp tấp như vậy nó có sự tán loạn, nó có sự lo lắng, nó có sự sợ hãi, thì mấy cái đó không có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Cho nên khi mà mình tới chùa, tới trung tâm tu học thì mình phải tập đi trở lại, mình trở thành một baby, tập đi trở lại, tập thở trở lại, tập nghe, tập đi, tập thở trở lại. Và mình đi như thế nào để cho có niệm, có định, có tuệ và có hỷ, có lạc. Mình không có đi như bị ma đuổi nữa, mình đi như một con người tự do. Tại vì trong con người của mình nó có cái thói quen tập khí chạy. Mình đang đi tìm một cái gì đó. Mình bỏ bê sự sống, bỏ bê thân tâm, bỏ bê giờ phút hiện tại đi tìm một cái gì đó tương lai. Và cái đó, cái thói quen đó nó rất là mạnh. Cái thói quen chạy hấp tấp rất là mạnh. Và thói quen này có thể là sự tiếp nối của thói quen nhiều thế hệ đi trước mình, ông bà cha mẹ trao truyền lại. Thì bây giờ đây với chánh niệm mình nhận diện được cái thói quen đó và mình không có muốn tiếp tục chạy nữa, và mình dừng lại, mình đi cho thánh thơi, đi như là người vô sự, đi như là không có chuyện gì cần phải làm nữa hết. Mình cảm thấy mình đã về rồi, đã tới rồi. Nowhere to go, nothing to do. Và khi mà thấy được cái đó rồi thì mới dừng lại được, dừng lại được cái sự rong ruổi. Và mỗi bước chân nó cần được soi sáng bởi cái tuệ giác là mình đang có mặt đó, mình đang sống và mình đang bước những bước trên cái hành tinh này, và mình ý thức được chuyện đó. Và mỗi bước như vậy là một phép lạ. Mình đi như là một bước chân nó vững chãi, có niềm tin như là bước chân của một con sư tử. Không có bị, không vì sợ hãi mà chạy trốn, không vì lo lắng mà chạy trốn, không bị ai hấp dẫn và chạy theo, mà mình tự bước những bước như vậy với cái chủ quyền của mình. Và
đi như vậy là dẫm vào trong cái thực tại của bây giờ và ở đây, dẫm vào trong cái bây giờ, dẫm vào trong cái ở đây và tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Đi như vậy mới đúng là đi, đi như một con người tự do, đi như một con sư tử, con có Chúa, đi như là một một vị buộc. Thì mỗi bước chân như vậy á, nếu mình dừng lại được, dừng được cái sự chạy rong ruổi, thì mỗi bước chân như vậy cũng có chế tác, cũng có thể chế tác được niệm, định, tuệ, hỷ và lạc. Tuệ là cái gì? Tuệ là cái thấy, mình thấy rằng mình đang có mặt đó, mình đang sống, mình đang thở, mình đang bước bước chân đi. Đó là chuyện rất là quý. Cái đó đã là tuệ rồi. Thế tuệ không phải là cái gì ghê gớm, xa vời lắm đâu. Hễ có niệm, có định là thế nào cũng có tuệ. Mà có tuệ rồi thì làm rất là dễ. Mình không có ép mình phải đi chậm. Mình không có ép mình phải thở. Mình không có ép mình phải đi chậm lại. Không cần ép. Chính cái tuệ đó nó cho mình thấy rõ ràng đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây, phải đi cho thảnh thơi. Trong chuyến đi Đông Nam Á vừa rồi đó, thầy phải ký rất là nhiều sách cho thiền sinh. Và tới Hồng Kông đó, thì thầy phải ký bao nhiêu là thùng sách. Là tại vì mỗi cuốn sách như vậy á, là sẽ được các sẽ để ở trong viện, để trong cuộc tại vì ở tại trường đại học Hồng Kông á, có tổ chức một cái cuộc triển lãm thư pháp của thầy. Rồi vì vậy cho nên có một cuốn catalog và thầy phải ký bao nhiêu là thùng. Thầy có nhiều công việc nhưng mà thầy phải ký. Nhưng mà thầy ký rất là thảnh thơi. Thầy ký rất là thảnh thơi, không coi đó là công việc. Thầy ký hai chữ và thầy đề năm 2010, thầy ký chữ nhất. Rồi thầy ký chữ hạnh. Rồi thầy đề 2010. Đó. Và thầy làm không biết bao nhiêu lần. Chục này đến chục khác, trăm này tới trăm khác. Mà trong khi thầy ký chữ nhất á, thì thầy nói, à, ông ta còn sống. Someone is still alive. Rất là ý thức. Rồi khi mà thầy viết cho anh, thì thầy nói, à, ông ta đang ký. He is signing. He's putting his signing. Someone is signing. Và khi mà thầy viết 2010, thì thầy để là ông ta đang nở hơi năng lượng cho người đọc. He's sending his energy to the reader of this book. Và thầy ký trăm cuốn này tới trăm cuốn khác, cuốn nào chữ ký của thầy cũng có niệm, định, tuệ, hỷ và lạc ở trong đó. Và ký như vậy là sự thực tập, là sự sống, chứ không phải là công việc nữa. Thì khi quý vị sắc cà rốt để làm cơm trưa cho đại chúng, quý vị cũng có thể làm như vậy. Đưa cái dao cắt cái này thì nói rằng someone is alive, someone is cutting carrots, someone is making it with love,
Và trong khi mà có người đang sống, có người đang cắt cà rốt, có người đang làm công việc này với tất cả tình thương, thì mình cũng làm giống như thầy được. Hay là mình chùi nhà bếp, hay là mình rửa bát, hay là mình lái xe để đưa các thí sinh về tu học, thì mình cũng có thể làm như vậy. Mình ý thức được là mình đang có mặt, mình đang còn sống, mình đang làm công việc đó với niềm vui và với tình thương. Thì tuy là công việc, nhưng mà nó không phải công việc nữa. Nó là một cái hạnh phúc, nó là một cái pleasure, một cái niềm vui. Và cái này mình tập thì mình làm được thôi. Khi đi, đứng, nói, cười đều có thể làm được như vậy. Cũng như khi mình chạy răng, thì mình biết rằng, tuần này tối rồi mà còn có răng để chạy. Vui quá đi. Thì mấy cái đó là niệm, định, tuệ, hỷ và lạc, chứ không có gì hết. Và cái hạnh phúc là do những cái nguồn năng lượng đó nó đưa tới, chứ không phải là do tiền nhiều, hay là tiền bạc nhiều, hay là danh vọng nhiều, hay là quyền lực nhiều, hay là sắc dục nhiều, mà là do niệm định tuệ hỷ và lạc. Thì mình là người tu thì mình phải học cái cách chế tác niệm định tuệ hỷ lạc. Mình là một nhà nghệ sĩ, mình chế tác được cho mình và mình chế tác được cho bạn mình, cho anh chị em của mình, cho thế giới. Mỗi bước chân là phép lạ, là tại vì phép lạ, là tại vì mình đang còn sống, mình đang có mặt và mình đang đi trên hành tinh này. Đó là một cái phép lạ. Thì khi mình thấy nó là phép lạ rồi, thì tự nhiên một bước chân là nó là hạnh phúc, mỗi bước chân là an lạc, mỗi bước chân là hạnh phúc, mỗi bước chân là phép lạ. Và khi mà bước như vậy thì nó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu. Every step heals, every step nourishes. Miễn là ở trong mỗi bước chân nó có chất liệu của niệm, định, tuệ, hỷ và lạc, thì nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Tùy theo mình hết. Mình phải nương vào chúng, tại vì chúng, trong đại chúng nó có những người làm được như vậy. Có những người đi và chế tác được niềm vui và hạnh phúc. Thì mình khi mình đi, mình phải chế tác niềm vui và hạnh phúc. Mình phải tự thách thức mình. Tại vì trong mình cũng có một đức buộc tương lai. Nếu buộc đi được, buộc là con người, có hai chân. Thì mình cũng là con người có hai chân, mình cũng đi được như vậy. Trong kinh có xưng tán Đức Thế Tôn là bậc tôn quý trong các loài sinh vật có hai chân. Among those living beings with two feet, ở trong đó có chim, có mấy con cò, thì bậc là bậc tôn đáng tôn kính, và là lớn túc tôn. Lớn túc tôn, lớn túc là hai chân, tôn là tân tôn quý, bậc tôn quý trong các loài hai chân. Và hai chân có loài người mà cũng có loài khác nữa. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Pháp Cú và Phẩm Nê Hoàng, và học tới bài kệ thứ 22. Các vị mới tới thì chỉ cần
chỉ cần ôn lại một câu thôi là chim chóc thì nó ưa trở về với mây trời, còn hươu nai ưa trở về với đồng quê. Còn người khôn ngoan, các bậc chân nhân thì ưa trở về với Niết Bàn. Niết Bàn là nơi thánh thơi. Niết Bàn nó đang có mặt tại đó trong giây phút hiện tại. Mình nên chọn cái sự bận rộn, sự lo lắng, sợ hãi hay chọn Niết Bàn ngay trong giây phút hiện tại. Thì Niết Bàn được định nghĩa bằng hai cách. Cái nghĩa đầu của Niết Bàn là sự vắng mặt của những phiền não như là đam mê, hận thù, nghi kỵ. Tại vì đam mê, hận thù, nghi kỵ là những cái ngọn lửa đốt cháy mình. Cho nên sự vắng mặt của đam mê, của hận thù, của nghi kỵ là sự mát mẻ. Và Niết Bàn, cái nghĩa đầu của nó là sự mát mẻ. Tắt lửa, extinction. Extinction the fire of afflictions. Thì khi mà có ngọn lửa của đam mê nó đang cháy thì mình không có Niết Bàn. Khi mà có ngọn lửa của hận thù đang đốt cháy mình thì không có Niết Bàn. Nhưng mà khi mình thở và mình thấy rằng không có ngọn lửa hận thù đang cháy trong mình thì đó là Niết Bàn. Không có ngọn lửa của đam mê đốt cháy thì đó là Niết Bàn. Thì Niết Bàn là sự định nghĩa là sự vắng mặt của những ngọn lửa đốt. Chữ Nibbana trước hết nó có nghĩa là mát xuống, dịu xuống, không có bốc cháy nữa. Extinction of fire. Và cái nghĩa thứ hai của Niết Bàn là sự vắng mặt của cái kỳ thị, của cái nhìn lưỡng nguyên. Trong cái nhìn lưỡng nguyên kỳ thị thì có trong, có ngoài, có ta, có người, có chủ thể, có đối tượng. Nhưng mà khi mình vượt thoát cái nhìn lưỡng nguyên đó thì mình không có thấy cái sự tách rời của chủ thể và đối tượng, tâm và vật, mình và người nữa. Thì khi mà không có sự kỳ thị đó, không có sự phân biệt đó nữa thì rất là nhiều tự do. Và cái tự do đó nó thanh thản. Cái đó là Niết Bàn. Space. Ví dụ như khi mình thấy có mình và có người thì mình mới so sánh mình là thua người đó hay là hơn người đó hay là bằng người đó. Ba cái loại complex, ba cái loại mặc cảm. Một là mặc cảm thua người ta, hai là mặc cảm hơn người ta, ba là mặc cảm bằng người ta. Và ba mặc cảm đó là đều dựa lên trên cái sự phân biệt mình là khác, người là khác. Còn khi mình thấy rõ rằng mình với người đó tương tức, tức là mình ở trong người đó và người đó trong mình, thì cái thấy đó nó vượt thoát cái lưỡng nguyên. Thì khi mà có cái thấy đó rồi thì không còn mặc cảm, dầu là mặc cảm thua người, hơn người hay bằng người, thì không có cái thấy nhìn nguyên như vậy. Thì mình có rất là nhiều không gian, có nhiều tự do. Và cái đó là Niết Bàn, định nghĩa thứ hai của Niết Bàn. Và Niết Bàn có mặt trong giây phút hiện tại, không cần phải đi tìm một cõi nào xa xăm hay ở trong tương lai. Nếu mà bên Cơ Đốc giáo mà chấp nhận Thượng Đế là cái đó là Niết Bàn thì rất là dễ. Thượng Đế là sự vắng mặt của sự đốt cháy. Thượng Đế là sự vắng mặt của sự kỳ thị. Thì Thượng Đế trở thành là một với Niết Bàn. Mà có những nhà thần bí Cơ Đốc, Christian mystics, họ đã thấy được như vậy. Họ thấy Thượng Đế không phải là cái gì tách ra khỏi mình,
mà mình phải đối phó với Ngài. Thượng đế không phải là cái gì ngoài mình, mà mình phải đi tìm, mình phải đối phó. Mà Thượng đế chính là cái tự do, cái hạnh phúc nó có sẵn trong mình. Khi mà những ngọn lửa kia không còn đốt cháy và sự kỳ thị kia không còn cắt xén, thì đó là Thượng đế. Cũng như là cái đợt sóng đó, nó khổ đau vì nó lên xuống, nó sinh diệt, và nó so sánh đợt sóng này với đợt sóng khác có mặc cảm. Nhưng mà khi đợt sóng nó biết rằng nó là nước rồi đó, thì nó không còn đau khổ về cái chuyện lên xuống, ra vào, lớn nhỏ nữa. Nhưng mà đợt sóng không cần phải đi tìm nước ở chỗ khác, tại chính nó là nước rồi. Thì mình đi tìm Thượng Đế cũng vậy thôi. Nếu mình nghĩ Thượng Đế là một cái thực tại ở ngoài mình phải đi tìm, thì mình vẫn còn bị kẹt trong cái thấy nhị nguyên, lớn nguyên. Cái đó không phải là Niết Bàn. Trong Niết Bàn không có trong ngoài này và kia. Và vì vậy cho nên trong khóa tu ở tại Nottingham University thì thầy có nói với giới báo chí là nếu mà Tây Phương đặt Thượng Đế đúng vào cái chỗ của Ngài, put God in the right place again, thì là mọi sự, mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại. Tại mình đặt Thượng Đế ở chỗ sai, ở bên ngoài, là một thực tại có ngoài mình mà mình phải đối phó, cho nên mới có cuộc khủng hoảng hiện bây giờ.